hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm vn phần mềm phi lợi nhuận phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn tập dự tuyển công chức viên chức ôn tập dự thi nâng ngạch công chức học câu hỏi trắc nghiệm và các phương án trả lời à, các môn ở vòng 1 à, gồm có à, trắc nghiệm phần kiến thức chung à, phần tiếng anh phần tin học à, vòng 2 hỗ trợ các bạn phần trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành các bạn có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 59 56 54 hoặc 094 30 123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng hoàn toàn miễn phí ở trên điện thoại của các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu thông tư số 20 ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các trường tiểu học học cái tài liệu này như thế nào cho nó tốt các tài liệu khác hoàn toàn tương tự các bạn có thể vào Google các bạn tải cái file thông tư 20 này các bạn lưu vào máy tính của các bạn sau đó các bạn mở cái file này lên chia lớp mất màn hình rồi thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt dấu trừ điều khiển cửa sổ, nhấn nút trái chuột thì nó lại thu nhỏ lại. Các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ, nhấn nút trái thì nó mở lên. Đối với máy tính hệ điều hành Windows, nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. Macbook nằm bên tay trái. Sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn. À, ví dụ như là Google Chrome. Sau đó các bạn gõ địa chỉ là htt 2 p dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nghiệm chấm vn các bạn ấn enter thì nó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức ở phía trên nâng ngạch công chức ôn công chức cấp xã vân vân đối với viên chức y tế viên chức giáo dục đơn vị sự nghiệp công lập đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở phía dưới các bạn có ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi Thí dụ hôm nay các bạn có ký danh mật khẩu ôn tập vòng 2 À, ôn trách nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành à, dự tuyển giáo viên tiểu học thì các bạn để con trỏ tại mục số 11 các bạn nhấn nó trái một lần sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật à, người khác biết được à, đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn thì đôi lúc không đăng nhập được vì vậy các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm thì đây là một cái trang thì khá nhiều uh, các tài liệu các bạn chỉ chọn những cái tài liệu các bạn cần để các bạn ôn thôi uh, các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới uh, mục đích của chúng ta học là có kiến thức vượt qua kỳ thi có kiến thức để chúng khi làm việc trung tuyển khi trung tuyển chúng ta làm việc tốt hơn uh, và học như thế nào đó để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì cũng làm được đó là phương pháp học tốt nhất thì cái kinh nghiệm dạy đại học của thầy ấy thì thầy thấy rằng phải dạy cho sinh viên hiểu à, nội dung rồi có phương pháp tư duy thì chúng ta sẽ làm được à, tránh chạy xô đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học thì học bao giờ cho hết được à, nếu mà chọn một cái file để học câu hỏi trắc nghiệm như vậy là học học thuộc lòng đấy à, thì kỳ thi chính thức diễn ra thì, thì rất lung túng ở bữa ngỡ ngay vì không rơi vào cái file đó thì các bạn lung túng vì vậy chúng ta phải học theo phương pháp hiểu phần mềm sẽ đáp ứng được cho các bạn học theo cái phương pháp hiểu bài, phương pháp tư duy để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được và các bạn có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn có kiến thức khi trúng tuyển các bạn làm việc tốt hơn thí à, dụ hôm nay các bạn tìm thấy câu hỏi trắc nghiệm cho thông tư số 20 đối với chuyên ngành các trường tiểu học các bạn nhấn nút trái chuột sau đó các bạn thấy bắt đầu làm bài các bạn kích chuột vào bắt đầu làm bài sau xuất hiện chữ start các bạn nhấn vào start tức là bắt đầu tiếng anh là bắt đầu đấy à, sau đó để nó lót câu hỏi lên thì các bạn học lần đầu thì các bạn à, chưa cần phải làm bài Thì các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới để các bạn thấy bên trái bạn xuất hiện chữ finish ở góc tay trái màn hình là coi như hoàn thành thì khi thi thử à, cho từng tài liệu thì các bạn làm bài à, sau đó các bạn muốn nộp bài sớm các bạn cũng chọn finish tiếng anh có nghĩa là hoàn thành các bạn chọn finish ở góc tay trái màn hình nhấn nút trái một lần à, rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy chữ nộp bài kết thúc các bạn nhấn vào chữ nộp bài kết thúc sau các bạn nhấn vào nộp bài kết thúc một lần nữa à, sau đó các bạn sẽ đọc nội dung phương án nội dung câu hỏi và à, nội dung à, trả lời trên cái nền vàng này Reconnect answer tức là đây là phương án trả lời đó rồi à, căn cứ vào điều một là các bạn mở điều một lên để các các bạn sẽ à, đọc vì sao này đáp án này lại đúng đó. vì sao nó lại đáp đúng đúng thí dụ a đúng b đúng c đúng nhưng mà d đúng hơn đúng nhất đầy đủ nhất thì các bạn phải chọn d đó thí dụ như các bạn đọc ở đây là thông tư này hướng dẫn về những gì trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường à, chuyên biệt công lập Thì phương án A là vị trí việc làm Phương án B định mức số lượng người làm việc à, Phương ngăn C cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp Phương ngăn D có nhiều giá trị Giá trị thứ nhất là vị trí việc làm Giá trị thứ hai cơ cấu à, viên chức theo chức danh nghề nghiệp Giá trị thứ ba là định mức à, số lượng người việc làm Thì để căn cứ điều 1 Thì các bạn kích chuột vào file mở lên và các bạn di chuyển con trỏ xuống để các bạn đọc lý thuyết điều 1. Thì các bạn để ý tài khoản 1 điều 1 có ghi là thông tư này hướng dẫn vị trí việc làm là một này, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp là hai này, định mức số lượng người làm việc là ba này, trong cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên chuyên biệt công lập các trường chuyên, trường chuyên, chuyên biệt công lập. đó các bạn để ý là à, cơ sở giáo dục phổ thông này và các trường à, chuyên biệt à, công lập bao gồm trường tiểu học là một, trường à, trung học cơ sở là hai, trường trung học phổ thông là ba, trường phổ thông có nhiều cấp là bốn, trường chuyên biệt thì trong cái trường chuyên biệt thì bao gồm trường trung học phổ thông chuyên, à, trường à, phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán chú, trường rồi phải này lớp dành cho à, người khuyết tật như vậy là à, có năm à, cái điểm này đó thì các bạn để ý định nghĩa à, là gồm có năm à, cái điểm A, B, C, D, đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng căn cứ vào điều 1, thì các bạn phải chọn phương án D là đầy đủ nhất. À, đúng nhất, à, đầy đủ nhất, để chính là phương án D, Đã phương pháp như vậy. Được. A cũng đúng nhưng chưa đủ, à, B cũng đúng chưa đầy đủ, C cũng đúng chưa đầy đủ, D là đầy đủ nhất trong bốn phương án. Như vậy là có trường hợp là A đúng, B đúng, C đúng, D đúng, thì D đầy đủ nhất thì các bạn chọn D để có trường hợp như vậy này. Để ví dụ câu này, thì căn cứ vào đâu thì căn cứ điều một, thì các bạn đọc điều một, thì chúng ta chọn phương án này đó là nạp dữ liệu vào bó các bạn đấy để các bạn biết được à như vậy giờ đây là dạng câu là a đúng b đúng nhưng b đúng hơn a thì phải chọn b à, các bạn chú ý các bạn muốn về câu nào đó cho nó nhanh thì các bạn nhìn sang bên tay trái màn hình có các ô câu hỏi các bạn kích chuột vào ở ô câu hỏi à, sau đó các bạn đọc nội dung câu hỏi thì như vậy ví dụ như nội dung câu hỏi này đâu là yêu cầu à năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học hạng 3. Như vậy là giáo viên tiểu học hạng 3 là là à, tuyển đầu vào là đầu tiên nên rồi các bạn phấn đấu lên hạng 2 rồi lên hạng 3 à hạng 1. Như vậy từ 3 à lên 2 rồi từ 2 lên 1. để các bạn thấy không có là nhảy cóc từ 3 lên 1 được mà phải tuần tự à, từ tiểu học hạng 3 lên tiểu học hạng 2 rồi từ hạng 2 À, lên hạng 1. À, như vậy à, là năng lực chuyên môn của từng hạng là có khác nhau. Đó. Thì ban đầu các bạn vào, các bạn phấn đấu là các bạn ở hạng 3 thì sau đó các bạn phấn đấu lên hạng 2 rồi các bạn phấn đấu lên hạng 1. Đó. Thế thì ở đây hỏi là đâu là năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học hạng 3? Thì trong phương án A B C D thì ở đây là có cái cả ba phương án thì từ từ tính đến nếu A đúng, B đúng, C đúng thì mới chọn cả ba phương án. Còn nếu có một phương án không đúng thì chúng ta loại được cả ba phương án. Đó, loại trừ như vậy. Phần mềm có hướng dẫn các bạn, các bạn phải mở phụ lục 4. À, các bạn căn cứ vào phụ lục 4 về giáo về à, phụ lục 4 cái mục năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học khoảng 3. Các bạn lại kích chuột vào file, à, các bạn tìm đến phụ lục à, giới thiệu với các bạn như vậy. À, thì các bạn tìm đến phụ lục. Thì các bạn đọc ở đây phần mềm hướng dẫn các bạn là các bạn tìm ra một phương án là năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học hàng 3. À, các bạn tìm ra hai phương án còn lại là năng lực chuyên môn của giáo viên tiểu học hàng 1, hàng 2. À, chúng ta chú ý cái cụm từ đặc trưng là nắm vững này, nắm vững này, nắm được này, tích cực này, tích cực này, nắm vững này, nắm được này. À, như vậy các bạn phải chú ý các cụm từ đặc trưng để chúng ta nạp dữ liệu vào bộ óc thì không cần phải học thuộc vì sao không học thuộc à, khi kỳ thi chính thức diễn ra thì thi trắc nghiệm nội dung phương án nó phơi bày hết lên trên màn hình rồi Thì nội dung câu hỏi phơi bày hết lên màn hình rồi chúng ta dùng tư duy để chúng ta suy luận ra phương án trả lời Đó, cái cách học là như thế đây là cái kinh nghiệm dạy đại học thì giáo luôn luôn phân tích cho sinh viên phải hiểu nội dung và có phương pháp tư duy Thì sau đây tôi minh họa cái phương pháp đó như sau à, Chúng ta thấy rằng là à, Căn cứ để giải quyết câu hỏi này Là căn cứ phụ lục 4 rồi à, Mà phần à, Phần tiểu mục Là năng lực chuyên môn Của giáo viên tiểu học hạng 3 Rồi năng lực chuyên môn Của giáo viên tiểu học hạng 2 Năng lực chuyên môn Của của à, giáo viên tiểu học hạng 1 đó, Các bạn thấy này, Thì bây giờ ta, ta, chúng ta thấy này chúng ta đọc phương án a là tích cực chủ động thực hiện các và tuyên truyền hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước quy định và yêu cầu của ngành địa phương về giáo dục tiểu học và các nhiệm vụ được giao đó phương án a phương án b là nắm được chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước quy định và yêu cầu của ngành địa phương về giáo dục tiểu học và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao vân vân các bạn đọc là như vậy thế thì uh, Chúng ta thấy rằng là nhiệm nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 3 thì cũng là nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 2 cũng là nhiệm vụ uh, của giáo viên tiểu học hạng 1 như vậy là uh, Điều ngược lại là có những nhiệm vụ có những công việc cụ thể à của giáo viên tiểu học hạng 1 thì hạng 2 à không làm là à không, không không có cái nhiệm vụ cụ thể đó. À, hạng 3 cũng vậy. Rồi có những nhiệm vụ của à, tiểu học hạng 2 thì à, không phải là à nhiệm vụ cụ thể của giáo viên tiểu học hạng 3. À chúng ta để ý là cái anh tiền 1 à, tiểu học hạng 1 thì làm được cả của anh hạng 2 và của anh hạng 3 anh hạng 2 thì làm được cả của hạng 2 và hạng hạng 3. Đó, các bạn cứ suy luận là cái cái lớn đấy. Anh năng lực chuyên môn của anh hạng 1 là làm được cả của hạng 2, hạng 3. Năng lực hạng 2 thì làm được của hạng 2 và hạng 3. Năng lực của hạng 3 thì làm của hạng 3. À, nhưng mà không làm được của hạng 2, không làm được của hạng 1. À, vì thế các bạn phải phấn đấu. Cho nên các bạn soi vào đây thì câu này yêu cầu là gì? Thì các bạn thấy là à, là ở đây chỉ cần nắm được thôi. Nắm được thì cái anh tiểu học hàng 3, à, giáo viên tiểu học hàng 3. Cho nên chúng ta chọn phương án B. Đây là cái yêu cầu năng lực chuyên môn cùng cái nội dung này. Thì chỉ cần yêu cầu giáo viên tiểu học hàng 3 ở cái mức nắm được. Thế còn nắm vững, rồi tích cực thì cái nắm vững này thì là yêu cầu à, giáo viên hạng 2 còn tích cực ở đây là anh giáo viên hạng 1 đó thì các bạn thấy cái cụm từ đặc trưng để các bạn nhận ra cho nên cái năng lực chuyên môn à, trong bốn phương án đưa ra ở đây thì chúng ta chọn phương án nắm được đó thì là câu trả lời cho câu hỏi này à, các bạn chú ý là à, chúng ta thấy là cái, cái 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 phương pháp là tư duy là như vậy đó À, chúng ta phải tư duy. Vì vậy khi mà các bạn vào à, tiểu học hàng ba, các bạn phải nỗ lực cố gắng học hỏi tích lũy kinh nghiệm để mình đạt được cái năng lực có thể làm việc được à, giáo viên tiểu học hạng 2. Rồi sau khi các bạn ở hạng 2, các bạn phải tích cực nỗ lực cố gắng à, để phấn đấu à, để các bạn đủ năng lực à, để, để làm giáo viên hạng 1 đó. Thế thì như vậy các bạn cái thông tư này phân biệt rất rõ ràng cho các bạn năng lực của từng hạng một của giáo viên à, hạng một là năng lực chuyên môn như thế nào, hạng 2 năng lực chuyên môn như thế nào, hạng 3 năng lực chuyên môn như thế nào và các công việc cụ thể của từng hạng giáo viên phải làm cái gì. Thì như vậy các bạn tuyển à, trước khi tuyển vào đầu vào các bạn làm giáo viên tiểu học, sau khi các bạn đã tốt nghiệp đại học sư phạm các bạn à, muốn làm giáo viên tiểu học, các bạn phải biết được công việc cụ thể của mình ở trường tiểu học làm cái gì và yêu cầu về à, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực chuyên môn à, của tiểu giáo viên tiểu học hạng 3 thì cần phải làm gì rồi hạng hai làm gì, làm một làm gì để các bạn phấn đấu. Các bạn phải biết được bức tranh toàn cảnh à, trước khi các bạn à, chính thức là giáo viên tiểu học của một cái trường tiểu học nào đó. Thì các bạn đọc kỹ cái thông tư 20 này về phụ lục à, 4 nói về giáo viên tiểu học à, để các bạn nắm được để để các bạn phấn đấu trong cái chặng đường các bạn làm giáo viên à, giới thiệu với các bạn như vậy đó các, các câu hội khác thì các bạn tiếp tục làm đọc tiếp tương tự như vậy đó, thì xin giới thiệu với với các bạn à, đây là giới thiệu về năng lực chuyên môn à, cái loại câu về năng lực chuyên môn À, các bạn di chuyển cái nhóm câu năng lực chuyên môn để các bạn thấy à, à, các bạn sẽ nỗ lực cái phương pháp học là như vậy mà khi à, vì sao chúng ta lại phải học à, cái tài liệu này ấy, trước khi chúng ta trở thành giáo viên chúng ta phải biết là mình phải làm gì chứ mình vào trường thì toàn cảnh chung à, nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh từng vị trí một phải làm gì đó thì các bạn phải nắm được à, giới thiệu với các bạn như vậy thì giả sử mà không yêu cầu học cái tài liệu này mà các bạn học tài liệu khác thì theo thầy các bạn cũng nên học cái tài liệu này tài liệu này khá đầy đủ đấy để cho các bạn bước vào nghề các bạn nắm được những cái gì các bạn phải làm trong trường tiểu học về bốn phận của mình phải làm được những gì công việc cụ thể của mình phải làm gì đồng nghiệp của mình phải làm gì để ban giám hiệu các vị trí quản lý viên chức quản lý của nhà trường thì gồm những vị trí nào thì các bạn phải biết à, thì theo thông tư này thầy cũng cung cấp thêm thông tin thì các bạn sẽ đọc các bạn hiểu cái vị trí viên chức à, quản lý à, lãnh đạo trong trường thì chỉ có hai vị trí thôi đó là vị trí hiệu trưởng và vị trí hiệu phó Đấy, giới thiệu với các bạn như vậy các bạn phải nắm à, các bạn vào trường thì các bạn phải biết trường hoạt động như thế nào và vị trí của các bạn như thế nào nếu các bạn học cái tài liệu này tốt khá đầy đủ đây thầy tin chắc rằng là các bạn sẽ trở thành vững vàng ở trong chuyên môn và các bạn sẽ làm việc tốt hơn tốt hơn rất nhiều khi các bạn chưa học cái tài liệu này đó xin giới thiệu các bạn như vậy các bạn muốn học cái mục khác thì các bạn di chuyển lên các bạn thấy cái một một lớn này các bạn kích vào mục một, một lớn đối với tài liệu này thầy cũng cung cấp thêm thông tin nếu các bạn chỉ đọc mình cái tài liệu không thôi các bạn thấy rất khó hiểu là đúng à, vì trình bày một cách tổng quát mà. rồi rồi đi đến cụ thể ở các bảng phụ lục vì vậy đây là thầy chia nhỏ ra từng ý một để giải quyết thì từng ý đó chính là từng câu hỏi trắc nghiệm à, cái phương pháp học là như vậy giới thiệu với các bạn như vậy các bạn phải hết sức chú ý về cái nhiệm vụ cụ thể của giáo viên tiểu học từng hạng rồi yêu cầu năng lực chuyên môn của từng hạng, rồi là à, trình độ à, đào tạo, rồi bồi dưỡng thì các bạn cần những cái gì? À, xin giới thiệu với các bạn như vậy. À, các bạn muốn học cái mục khác thì các bạn kích chuột vào mục số 1 này, à, nhân nó trái. Bây giờ muốn bảo mật cái mật khẩu của mình, các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình có cái hình người này, các bạn nhấn nó trái, Thì sau đó xuất hiện chữ thoát các bạn thoát ra khỏi phần mềm. À, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm. À, hình thức trắc nghiệm.vn. Đó. Thì, thì thông qua cái tài liệu này, các tài liệu khác à, học hoàn toàn tương tự. Các bạn xem video của thầy hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký trên YouTube. Để nhận được video bài giảng mới sớm nhất Và xem video bài giảng theo từng mục à, Chỉ giới thiệu với các bạn như vậy Thì đây là cái tài liệu à, Thông tư 20 rất Theo thầy Nó là cái cẩm nang cho các bạn Để các bạn phấn đấu à, Các bạn soi vào đây để các bạn học à, Các bạn nên học cái thông tư này à, Có thể là giới hạn đề cương à, Không không có chẳng hạn thì các bạn phải nôn à, Theo thầy là như vậy Chứ còn nếu giới hạn trong đề cương À, tuyển giáo viên tiểu học thì đương nhiên là các bạn phải ôn rồi à, chúc các bạn thành công